Sư cho con hỏi, khi mà con bắt con ve chó ra khỏi người con chó, nhưng con không giết, con chỉ đặt nó ra chỗ khác để nó không bám lại vào con chó. Mà mặc dù con biết một khoảng thời gian sau con ve chó sẽ chết vì mất vật chủ ký sinh, vậy sư cho con hỏi con có phạm sát sinh không? À, nếu như quý vị không có chủ ý sát sinh thì mình sẽ không phạm giới sát sinh. Tại vì năm giới sát sinh nó phải có chi phần là có ý muốn giết. Cho nên là khi mình không có chủ ý đó thì mình bắt nó ra ngoài thì cái chuyện đó là cái nghiệp của nó. Nhưng đương nhiên tất cả mọi hành động có chủ ý thì đều đem lại nghiệp. Nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Nó cũng giống như là quý vị thấy một con cọp mà nó vồ người ta. Thì nếu như mà quý vị cứu cái người á, thì cái con cọp nó sẽ bị đói. Mà nếu như quý vị mà để yên á, thì con cọp nó sẽ bắt người ta nó ăn thịt. Thì như vậy mình có can thiệp kiểu gì thì mình cũng để lại cái nghiệp. Cho nên cái người tu thì họ phải tập cái tâm xả, đó là biết mọi chúng sanh có nghiệp của mình. Còn ở đời thì đó, nó không đơn giản là chỉ có trắng và đen, đúng và sai. Có đôi khi cái nghiệp đó, nó sẽ bao hàm là cả đen lẫn trắng. Thì như vậy mình sẽ chịu cái quả là có trắng có đen. Như thế cái cách tốt nhất là mình suy tư, thì cái nghiệp thiện nào giữa cái việc là có trắng có đen á, thì cái nghiệp trắng nhiều hơn hay cái nghiệp đen nhiều hơn? Nếu mà nghiệp đen nhiều hơn thì mình không nên làm. Thí dụ như ăn cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, mà mình là nhà nghèo cho nên cướp của nhà giàu chia cho mình, là loại vậy. Thì như vậy đó, cái nghiệp đen nó nhiều hơn nghiệp trắng, thì như vậy là không có nên ha.